Ra là hồng ngoan đấy, con này to đấy. Ôi, ngoan rồi các bác ơi. Ui, ôi trời ơi. Ui, con này phải 3 cân. Nó còn. Cẩn thận anh nha. Ui, ôi, ngoan rồi. Kiếp trời nó mưa, nó ngập hết đường các bác. Anh em đi xe không đi nổi. Đi nó chết hết máy rồi. Người dân đi xe rất là vất vả đấy. Đi qua cái con đường này thì bị chết hết máy xe. Khá là nhiều đấy. Hiện tại có mỗi xe anh Dũng là chưa nổ thôi. Anh em Người Đường TV xin chào tất cả các bác. Chào các bác nha. Chỗ em thì thời tiết nó mưa cả tuần rồi các bác ơi. Nên là anh em hôm nay là ra sông đánh cá đêm. Còn chú Quỳnh hôm nay trời mưa uống rượu say ngủ ở nhà rồi. Còn chị Huyền thì hôm qua thì đi ship hàng thì bị ngã xe các bác, bị đau chân mất nên là không tham gia với anh em được. Mất mấy ngày đấy. Anh em đang dựng cái lán đây tạm thời các bác, sợ tối nó mưa, còn có tối chú. Năm mũi cơ mà, hồi mang chải sang hết rồi anh ạ. Còn 2 cái đúng không? Mấy cái chải? Hai cái. Ba cái à? Ba cái ok. Cái chải của chú Hai kiếm to lắm đi rồi. Tối nay mà nó mà sập á là anh Dũng là chịu trách nhiệm nha. Anh làm cái lán thế này em nghi lắm. Anh Dũng có tranh thủ răng ít lưới các bác để kiếm ít mồi. Anh em uống rượu. Cá này tối khoảng khuya nó mới lên các bác nha. Tối anh em sẽ đánh cá. Đây, anh Dũng đi thăm lưới được một con cá đây các bác. Cá gì đây? Cá chép à? À, có cá chép các bác ơi. Ui, to đấy anh ơi. Cá nướng. Ui, có cá nướng rồi anh em ơi. Đứng cá chép rồi. Ui, hôm nay lạnh thế anh ơi. Nó chết nhiều. Anh em xem nào. Con này được khoảng 5 lạng các bác ơi. 4-5 lạng đấy. Ăn tạm. Công nhận là đánh lưới thì vẫn nhạy hơn đúng không? Nhạy. Anh em kiếm khoảng cả chục con này là ngon này. Bỏ ra anh em không ăn anh nha. Chục quần. Chục quần. Con bơi sang đây còn ra mất. Nghe đụng anh, có đụng không? Không có rồi. Móm. Anh em đang ngồi dình cá các bác. Bật đèn pin thì cá nó sợ, nó thấy anh em nó chạy. Nên anh em phải tắt điện đi, dình cá. Được không anh? Được không? Anh em dịch từ nãy giờ. Đéo được quăng này. Hả? Đè chai. Cá giết rồi à? Đôi à? Ừ. Nhưng không vào sao anh ạ? Úc cá gáy, con cá gáy. Như không con sao anh ạ? Nhiều gai quá.
nó nhiều lắm rồi. Được quá đi. Có quan rồi à? Ôi được hai con. Anh em dình từ nãy giờ được hai con đấy các bác, ba con chứ. Vậy này ngon lắm này nhưng đấy. Rồi tạm thời để đây, tí anh em mình nướng. Ngồi im cho anh em ngồi dình tiếp. Gái nhiều lắm. Nhiều gái đúng không? Đúng anh. Đúng rồi. Mấy con. Ba con. Cái này anh. Để các ăn u khớp nhiều nhiều cây thật. Ui, ngon rồi, được ba con. Cá chép. Ý, trời ơi. Đấy, một con. To lắm nhỉ. Cũng cái lứa thôi anh ạ, không to bằng khoảng cỡ 4-5 lạng thôi. Nhưng mà thế cũng được rồi anh ạ, cá sông. Cá sông thế cũng được rồi. Anh em phải ngồi rình các bác, rình khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi. Cá nó vô đẻ trứng. Cái rình cá này thì anh em thì không thể bận điện được các bác. Anh em phải tắt điện đi thì mới vào. Đấy, ba con. Còn một con này các bác. Cứ mình cứ quăng khoảng cỡ 10 mẻ như vậy là ui đây rồi các bác đây. Cá sông nha các bác nha. Ui sướng chưa. Đây ba con. Mẹ thứ hai. Đấy. Có cá nướng rồi các bác ơi. Đây. Rồi anh em, giờ anh em tắt điện tiếp đây. Rình tiếp. Đây các bác ơi. Anh em ngồi rình nãy được 1, 2, 3, 4 cá chép, 5 cá chép. Giờ anh em sẽ nướng ăn luôn. Nướng ăn rồi anh em vừa nướng ăn vừa canh cá. Anh em canh tới khuya luôn này đó. Tới sáng mai luôn. Gần sáng nó mới vào nhiều. Đúng rồi, khoảng 3-4 giờ sáng là cá bắt đầu lên nhiều. 20 con này thôi nhỉ. Con này ok này, 2 con to. Con là 2 mẻ thôi đó. Thôi nướng ăn đi hả, làm kẹp đi hả. To nhỉ. To chứ. Đây, anh em có nướng. Chắc là nướng 4 con cá chép to rồi ăn thôi. Còn mấy con nhỏ nhỏ tính sau thôi. Mấy con này lại hả? Nướng con to. Đấy. Ôi xong rồi, toang rồi. Đấy kẹp chắc rồi nha, nó rơi con nào xuống lửa là nó cháy con đó. Cháy đi. Đấy, nó chắc lại. Chắc rồi, chắc chưa? Con này trứng sao vậy? Trứng rồi. Ừ, trứng con này. Rồi em nhìn lại to thế. To không? Của anh rồi, to rồi. Ai à, con này còn cân. Vâng, trăng lên rồi. Trăng hôm nay là khá là đẹp đấy. Hôm nay là bao nhiêu giờ trung thu chưa? 12 giờ à? Thế là con nó không còn chín nữa. Vấn đề là phải nắng nha. Chín rồi các bác ơi, được ăn rồi. Thôi hẹo ơi, chín rồi. Thì anh dùng anh chuẩn bị chiến đây. Muối mắm, mì chính nè.
Đấy, trời ơi, sướng chưa? Giòn rồi đấy. Quá thơm. Anh em có nướng 3 con đấy các bác. Còn một con để lại khuya khuya anh em mình đói anh em lại chiến tiếp. Chắc là không giòn đâu. Đây. Ui. Để đây. Mà thiếu xanh xanh nhỉ. Thiếu xanh thôi. Hai cắm cái ngoài này mà. Cắm xuống. Cắm lên mà. Ăn cơm rừng. Ăn cơm rừng. Lại đây. Chẳng làm cho đến đâu. Chẳng làm cho kiến hai mang lại pa này. Cái con cũng phuông. Chẳng làm cả đây hàn hủng lại hôm mai man. Và tí mà hơn. Đây. Mấy con chẳng làm thế. Để cho anh tình nhà dùng trước đây này. Mình lão đắc thọ này. Anh chơi bằng chai đấy. Trời, hôm nay uống rượu bằng chai đấy các bác. Anh em không có mang ly đi theo. Mời cả các bác nha. Rượu này sao mà em thấy nó hơi đục vậy. Mời anh em nhé. Ôi trời, mưa rồi đấy. Mưa rồi, mưa đẹp đấy. Đúng là đẹp trời luôn này. Anh em nướng xong là mời các cụ xong là mưa cá nó mới lên. Chưa mưa. Ôi chín rồi, chín rồi. Chín rồi. Quá đẹp luôn nhỉ. Trứng cá trứng hết. Chín rồi các bác. Ôi rượu ngon nhỉ. Rượu ngon đúng không? Xem đủ đấy nhá. Đạt xem đủ không? Đấy. Hiện tại bây giờ là bây giờ là 10 giờ rồi các bác. 10 giờ 15 rồi. Cái mà con được mà. Nó vào. Vừa đẹp vừa đẹp, trứng vừa đẹp. Chín chín hết. Quá nào, quá trứng này. Ôi. Đây các bác này. Ăn đi các anh em, ăn đi, ăn đi. Đây. Trứng này. Cắt cơn tivi. Mời các bác ăn cá nữa anh em nhá. Khuya khuya ta làm mấy con này. Mấy con này. Uống lấy chai thôi rượu á. Lấy sức đi đánh này. Cơn mưa đây xuống lên này. Mưa là cá lại lên. Cá ngọt ăn ngọt lắm. Ăn ngọt đúng không? Ngọt. Phải cho anh Hóa ăn chứ còn nó. Anh ăn một con rồi. Cá này ăn tại chỗ này nó ngon hơn mang về nhà. Rồi, em cũng mời các bác ăn khuya với anh em nha. Anh em uống rượu bằng chai các bác nhỉ. Không có ly, không có bát gì cả. Giờ rượu mũ tần à anh? Rượu cây dễ, cây cam thảo. À cam thảo à. Ngọt ngọt luôn. Dễ cây cãi nhau. À khiếp. Cũng khuya khuya uống rượu đúng rẻ mưa này nó hấp vào nó ấm hết cả bụng lên. Không biết là anh em mình nghiện rượu hay sao thầy uống rượu bây giờ chả xin chê gì nữa. Em chưa nghiện. Em làm một miếng cá đây. Có thì không có. Cho em xin miếng trứng đi nha. Ôi trời ơi. Điều thiếu ăn trứng cho ăn bổ trứng. Đây. Lấy một quả thôi. Lấy quả thôi chứ. Ui, nóng. Chấm với muối. Có thì được. Có thì uống, không có đi mua. Không có cũng không được. Không có đi mua bỏ. À. Đẹp. Mà to lên tí nữa. Các nhìn con cá này các bác này, nhìn cái trứng nữa này. Đây. Anh em mới nướng xong là nóng hổi nữa. Chín đẹp đấy. Chín đẹp luôn này. Nó đẻ bớt rồi đấy, này á. Rồi, nó đẻ bớt rồi. Mấy lần rồi anh em rẹt rẹt và đẻ mấy lần. Thử miếng cá coi. Nay ăn trứng rồi làm miếng thịt cá. Nóng nhưng mà các bác mới nướng xong thì nó nóng. Để em đi làm cho nguội nha. Muốn xuống sông một phát là nguội rồi. Ăn đi, ăn mạnh đi. Chứ mạnh đi, tí đói lại. Chờ tiếp. Thơm á. Bắt đây này. Bắt đây. Rồi mang đi vội quá, không mang chanh. Thôi, anh em giờ mè đá uống thì anh em uống ít thôi các bác. Thì anh em tí rồi anh em còn đi canh cá nữa. Thôi, để cái này làm khoảng 2 giờ sáng mình làm. Rồi, 2 giờ sáng anh em mình làm tiếp. Là sáng ra tỉnh là về đi đường về là hết nồng độ cồn rồi mà. Cá giờ còn 2 ngày. Xuống nước là hết đó mà. Giờ anh em ăn xong các bác ơi, chờ anh em chờ dọn dẹp xong rồi anh em đi khúc này anh đi canh cá tiếp các bác, đi rình cá tiếp. Các bác đợi kết quả của tối anh em sáng mai như thế nào nha. Chắc là cũng khoảng được khoảng cỡ vài con đấy, ít nhiều cũng vậy đấy. Em thì muốn được nhiều thôi. Còn được 2-3 con hay là 10 con thì chắc chắn là được rồi. Lúc để kiếm mồi thôi mấy. Mang về cho gia đình ăn với chứ. Giờ mới lấy cái đánh cá mang về này. Được không? Ôi, đi. Lên bờ luôn. Lên bờ luôn à? Chạy lên bờ bắt rồi này. Bắt được con.
Cá gì đó? Cá chép. Cá chép à? Ui trời ơi. Nó ngay trên bờ các bác ơi. Một con rồi. Ui, ui, dính rồi. Đấy, anh cầm, từ, em chưa cầm nữa nha. Em chưa cầm rồi, hết bì đâu. Một con. Cầm đấy, em cầm cho. Còn mấy con cả. Từ, anh nhấp cái chải đi anh ơi. Nhiều rác lắm. Và đẻ những chỗ nhiều rác. Ui, trời ơi, cái cây nó ngã không này. Cái nó đổ xong nó vào đẻ ra đấy. Đấy. Anh em nghỉ ngơi xong rồi ăn uống xong rồi anh em đi quăng được thêm hai con rồi các bác. Cá chép. Cá chép. Đây. Ủa đây còn nhiều. Còn không? Ừ. Ok. Ủa đây còn anh ơi. Từ em để cái bì đã. Em sợ ra cái bì này. Đây còn đúng không? Còn là tốt anh ạ. Sao mà lấy nó đây? Cái gì anh? Ngạo à? Đạp trên cài chúng ta. Đây còn con này nữa này. Cái gì đấy? Cá chép à? Ui, ba con rồi các bác ơi, mẹ này nữa. Ui, đây nữa anh ơi. Ui, con nhiều. Ui, con mẹ nó nhiều anh ơi. Ok. Em đẻ xung quanh đi, chú em, cứ đẻ xung quanh đây. Ui, mẹ đừng ngon rồi đấy. Cứ đẻ xung quanh chân trài đi, cứ đẻ xung quanh chân trài ra. Ui, còn nhiều anh ơi, vài con nữa. Hơi quần à? Ui, còn nhiều, ui, mẹ đừng ngon rồi các bác. Mẹ đừng khoảng cỡ 6-7 con đấy các bác ơi. Chục con đấy, ui, ngon rồi. Đúng rồi, nhà mình chú ngủ đây. Chúc của nó được các bác ơi. Nhiều đấy. Nhiều rác quá nhưng nữa. Đây. Ui, em thấy rồi. Em đè chân trái rồi. Bơ sát ở chân trái. Còn đống rồi. Em cầm một tay chứ không được chứ, ổn chứ. Đâu rồi, đánh ra mất rồi. Chưa ra được đâu đúng không? Còn con nữa. Ui, quả to lắm. Ui, quả to đúng không? Ui, quả to. Ui. Đây rồi. Trời ơi. Ngon rồi. Trên 2 cân à? Đây. Đấy, thấy nó mới nói mà đầu anh túm bên này rồi đấy. Vậy anh túm rồi à? Ừ. Em chưa túm được nó, em chưa sờ nó cơ. Anh phải chắc đấy, con này. Chắc nha. Ra là hồng ăn đấy, con này to đấy. Ôi, ngon rồi các bác ơi. Ôi, trời ơi. Ui, con này phải 3 cân. Đã còn. Cẩn thận anh nha. Ui, ơi, ngon rồi. Đấy, anh cẩn thận anh nha. Ui, đang còn. Anh em trúng mánh rồi. Trúng mánh rồi. Trúng ổ rồi các bác ơi. Con này nữa rồi. Con to không? Được 4-5 ạ. Ôi. Ngon đấy. Em vòng quanh hết rồi. Ui, con cái to thật anh ơi. Con này đã thật. Con này được 7-8 cân à. Được không? Đấy, thêm một con rồi các bác. Mấy con anh? 5 con rồi à? 4-5 con rồi ạ. Ui trời ơi. Ok rồi, ngon rồi. Anh quăng quá nó chuẩn gớm. Anh quăng quá nó chuẩn thật. Bên kia sang đây mà. Ui. Anh bảo cái gì nó cuốn sang bờ đây. Còn không? Tính mất con to này. Đang còn đấy. Anh nghĩ là đang còn. Thì anh nghe quấn nhiều thôi. Em một tay em không cầm được chứ. Đang còn đúng không? Đang còn con nữa. Còn con đúng không? Càng nhiều càng tốt. Đang ở trong này đấy. Đợi em vừa hết rác rồi. Nhiều rác các bác ơi. Cá giết à? Con này có gì khi thôi. Nó còn con cá chép đấy. Anh động. Nó ra thì nhiều rác này. Nhiều rác quá. Cái mẻ này lên gỡ thì được chết luôn. Phải chịu thôi anh ơi. Được cá cũng phải chịu thôi. Dính không anh? Dính không?
không động tĩnh chú. Không động rồi. Nhiều rác quá. Nhiều rác quá. Có đấy. Đây. Đâu, anh em phải dọn bớt đi anh ạ. Đây đấy. Ui. Cái này ra hết rồi. Ra hết rồi. Rồi, không được, cái này nhiều rác quá, nhiều rác quá. Rồi phải nhặt hết mấy cây dài dài. Ờ, nhặt hết đi anh ạ. Hoa này này. Có đấy anh ạ. Này này đông này. Không được con nào luôn. Ui. Ui, ai ngồi tiếc thế. Ôi ôi ôi. Ôi. Thì ra. Ai con nó nhảy tuột đi. Ui trời ơi. Ôi dính một con anh ơi. Ui tiếc thế. Ai con to. Được không? Không dính rồi anh ạ. Dính là đứt ngay mà. Nhanh lắm cá chép. Hả? Còn không anh? Nhiều cây lắm. Tiếp một cây. Nhiều con cá rô phi thôi. Giết rồi, giết rồi. Giết, giết, giết rồi, giết rồi, giết rồi. Hiện tại là giờ 2 giờ đêm các bác ơi. Bây giờ trời nó mưa to quá rồi. Anh em phải mời chú nó mưa rồi. Đây các bác, mưa ướt hết rồi. Cá thì được nhiều quá nhưng mà anh em bị dính mưa nhiều quá. Anh em phải chú ở đây nghỉ ngơi. Chú mưa ra đã. Trời mưa ngập hết đây rồi. Khiếp anh em đi thăm lưới đây các bác. Nhìn cái mẻ lưới này. Ôi trời ơi nhìn cá này. Chắc đây phải 3 cân qua đây nữa. Ôi nhiều thật nhìn này. Cá giếc. Cá giếc. Ôi đây. Còn đây là anh em nãy đi quăng dài các bác. Còn thêm 2 cá chuối trong bì nữa. Ôi còn cá chép này. Kiếp con này phải 2 cân đấy các bác. Còn 2 con cá chuối này nữa. To lắm. Anh em hôm nay là tha hồ ăn cá rồi. Ăn ốm luôn này. Mời em cái kìa. Mời cái này. Mời em xem cái. Hôm nay là ăn này. Ốm luôn này. Ốm cá luôn rồi hôm nay các bác ơi. Đây. Đây. Ui. Bước nhìn này. Ăn cá chuối to nữa. Ui trời ơi. Hôm nay anh em ăn cá là nó say lên rồi. Nhìn được con này chắc là phải gần cân này. Đánh chài được, còn 2 con đánh chài được. Nói chung là cái quanh này là đánh chài hết các bác. Còn còn chỗ kia thì anh em đánh lưới. Đây các bác. Tổng kết anh em lúc tối anh em đi vừa con chài vừa đánh lưới đấy các bác. Gồm được vài con cá chép. Lại 2 con cá chuối. Khá là to đấy, đây 2 con cá chuối còn sống các bác, con bò này. Đây. Em còn lấy không nó ra mất sông mất là hồng ăn đấy, còn cá chuối rất là to. Đây. Khá là to. Đây còn ít cua nữa nhưng mà em không có. Anh em chỉ có ăn. Ôi dồi ôi. Nhảy đánh đất, đánh sống rồi.
anh em đi thăm cái lưới các bác, rồi dọn lưới anh em định về luôn. Giờ cũng sáng sớm rồi, giờ khoảng 7 giờ rưỡi rồi. Ủ được nhiều đấy. Cá giết à? Cá giết là ngon đấy anh ơi. Thôi, cá rô phi thả đi anh ơi, phóng sinh đi. Còn nhỏ quá. Anh em mình ăn cá to rồi hôm nay nữa. Nhiều cá rồi, đấy. Còn lớn. Lớn nhanh anh em nha, mai mốt anh đến bắt tiếp đấy. Tháng 5 được cân đấy. Đấy. Đấy, cá ngạo này. Con cá ngạo và con cá gáy. À, con cá giếc. Ngạo mồm to lắm nhỉ. To. Mồm to như mồm cá ngạo. Cá đẹp trai. Cá đẹp trai đấy. Cá này ngọt này nhé. Ngọt như nhiều xương răm. Chắc là cái mẻ này hơn cân đấy anh Dũng ơi. Úi đây này, nhiều mày. Mấy còn nhiều đấy. Đấy ba con này. Lại một con rô phi. Rô phi là thả anh ơi, con rô phi đâu. Chế cái đưa rô phi rồi. Phi nhiều xương ấy. Nhiều xương. Giờ là rô phi nhiều xương. Là nhiều xương lắm rồi. Nếu mà không được là rô phi cũng không có nhiều xương đâu. Không được rô phi là chân ái. Nhưng được là rô phi nhiều xương. Ôi đây mấy con này. 1, 2, 3, 5 con. 5 con. Toàn cá giết thôi. 7 nó đi đẻ đấy. Đấy, cá này là còn béo lắm này. Ủa, chắc là mẹ này hơn 2 cân rồi anh Dũng này. Hơn là chắc rồi đấy. Nhưng mà cá nó hơi bé, không to các bác. Từ tuổi rồi cá này. Giết bằng này thôi chứ. Từ tuổi khai thác à. Thôi, không có. Có còn bàn tay không? Có, ít. Hiếm đúng không? Phát 5 con kìa. Kéo cởi luôn rồi kìa. Đấy, nhà mình về nhà thao ăn cá rồi. Đấy, thật. Cái người ở đây ăn là nhọc à? Ăn cũng nhọc đó. Đấy. Thế mà nó dính theo bầy luôn nhỉ? Chắc đi chung, nó đi chung nhau để nó đi đi đẻ. Đẻ trứng. Ôi, Hậu ơi, bỏ sùng suốt Hậu ơi. Bỏ cá sùng suốt đi. Đấy. Tiếp, nhéo bịch, 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 bịch. Đây các bác, được một nửa thùng xốp. Khoảng được 15 cân. Để anh em sẽ mang về nhà cho gia đình ăn. Khoảng 15 cân đấy anh em ơi. Đến đâu? Đến đấy. 14 cân 9 rồi. Anh em thu đồ, dọn đồ về thôi. Cá hết lên. Anh em thức trắng cả đêm các bác. Bây giờ hiện tại là 8 giờ sáng rồi. Bây giờ anh em cũng đi về ngủ tới giờ nữa. Muộn rồi, không phải muộn mà là buồn ngủ lắm rồi đó. Ôi nặng mà. Nặng không? Tiếng đi. Đúng là muộn mình không bê nổi thật. Anh hát mà kia xa anh biết rồi. Thôi anh em mang cá về cho vợ con ăn thôi. Thôi. Về thôi. Về thôi nhỉ, về ngủ thôi nhỉ. Cũng nhà cũng xin kết thúc video ở đây các bác. Hẹn các bác ở những video tiếp theo nha. Xin chào tất cả các bác. Có like không này, em like cho này. Có xe có nổ không đây? Có nổ không? Qua đi qua sông 6x.
con nào, nấu nào. Ôi rồi, ok con.